Alo, alo. Hello, hello. Xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo này của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chủ đề đó là san mặt bằng cho anh em. Đó. Mặt bằng này thì là mặt bằng sân vườn để trồng rau anh em nhé. Đây mình sẽ đào một cái lỗ đây để chôn cái hòn đá kia xuống. Đây có một cái hòn đá rất là sâu, to ở đây này. Cái mặt bằng này là cái mặt bằng vườn rau. Đó, chính vì vậy là mình sẽ phải làm cho nó tương đối một chút. Sâu chứ từ dưới này đi. Bởi vì phía bên cạnh đây là một cái nhà lúc trước thì mình có đào móng và chia sẻ với mọi người ở một cái video từ khá là lâu rồi. Đó. Thì bây giờ đến cái công đoạn đó là mình sẽ hoàn thiện cái phần móng cũng như là làm nốt cái sân phía sân đằng trước. Thì video này thì mình sẽ chỉ làm được về cái phần mặt bằng của cái vườn rau này thôi anh em nhé. Đó, đất thì mình sẽ cái này thì là nó rộng quá, mình đi hai tầm đấy các bác. Cái chỗ này thì mình sẽ đi một tầm này, xong rồi đi ra mép ngoài kia mình sẽ đi thêm một tầm nữa. Đó, toàn bộ đất thì mình sẽ gạt nó ra. Đó, lý do là ở cái phía trong này nó cũng đang thiếu một ít, cho nên là mình sẽ làm lôi ở phía ngoài này vào. Lôi ở cái phía ngoài này vào thì nó sẽ cái đất lượng đất nó sẽ được tương đối. Thì là cái mép sân kia thì người ta đã lên vô đã làm cho nó chuẩn rồi, thì mình sẽ cứ thiết kế làm đi theo cái mép của cái ấy, của cái mép bờ bê tông như nó. Cái này thì do là nó còn bé như thế này cho nên là nhìn nó có chưa đẹp anh em nhé. Lát nữa mình làm nó được cả cái ô cái góc bên này nữa đi thì nhìn trông nó sẽ đẹp hơn. Đó, cái này thì mình cứ lấy nó thấp xuống hơn một viên gạch chứ, lấy cái mem nó thấp hơn một viên gạch là ok. Đó, đến đây thì mình sẽ quay ngang cái máy ra. Đó, do là cái hành trình của mình là nó cũng cần của mình nó cũng khá là dài á. Ra đến đây thì tiếp tục lại lấy những cái mép này nữa. Khi mà mình làm xong được cái mép bên này thì trông anh em nhìn nó sẽ khác ngay nhá, sẽ đẹp luôn đó. Đây thì làm đến đâu là nó sẽ được mà sẽ gọn luôn đến đó. Chính vì vậy là nó sẽ tức là nhìn cái hình ảnh thì nó không đẹp được đâu, nhưng mà một lúc nữa khi mà ấy xong thì nó sẽ đẹp anh em nhé. Kiểu các chú này cứ thấy mình nói chuyện một mình là cũng biết là làm cái gì mà nói chuyện một mình. Mình cứ quay camera xong lại nói chuyện mình đúng không? Đó, thì anh Sơn anh em nhé. Sơn anh ấy đang chờ để xúc cái xe bay kìa. Đây thì mình cũng bắt đầu chơi nó thấp hơn một viên gạch tương đương như thế. Vậy thôi là sang là xong ok. Đến hôm nay nhá, chỗ này nó có hai cái cây chanh mấy cây ấy này, lát nữa mình cả ô cái lớp đi.
cây chanh với lại một cây hoa mẫu đơn hơi thấp. Cái mép này nữa, cái mép này thì mình cũng cho nó xuống một ít nữa. Cái này nó có những cái viên gạch, viên đá này thì sẽ để sau này nhặt thủ công anh em nhé. Thì do là cái đất này là lúc trước là mình làm xúc đất ở cái móng về cho nên là nó hơi bị lẫn một ít gạch. Là gạch này là gạch mình đang còn chưa xây anh em, nó bị lẫn vào đó. Ra đây cho mình san là cái mép dưới này là ok. Gạt sơ sơ này cho mình dùng cái cầu nhá, cái cầu mình gạt ra này. Thấy nó lên hình chưa? Để lại một chút để gạt cái chỗ này. Đó. Bây giờ sẽ bắn máy nó vuông ra nhá. Kiểu đất thì mình sẽ lấy ở phía ngoài này một chút nào. San san cái này ra cho nó cân đối là cái chỗ vết xích này thì mình đứng nó bằng thì mình san nó cũng nhanh mà đẹp được. Cái này lại dồn nướng để cho vào những cái mép dưới này. Bên kia là thiếu thêm một gầu, mình sẽ cho thêm một gầu nhé. Chỗ này là không thả đúng được. Để thả chỗ này nhé. Cần như vậy thôi, cộng với lại cái gọi là tay nghề của mình nữa, gọi là kinh nghiệm nữa. Mình đứng nghiêng nhưng mình vẫn làm được bằng. Nói chung là mình đi làm mặt bằng thì nó cũng khá là nhiều rồi, nó cũng khá là quen đấy nha. Từ các bộ máy đến tầm nhìn thì mình tầm nào là mình cũng quá là hiểu rồi. Cái này thì hiện tại mình đang làm dốc nó xuống phía dưới này nhá. Mình đang làm dốc xuống dưới này để cho nhất là cái nước nó sẽ dốc ra về một bên. Thứ hai là vườn rau thì mình cũng không thể làm phẳng hết được, rau cũng cần yêu cầu nó phải phẳng, nên là cân đối đó. Đó. Tiến lên nhá. Cái đất này nó nén thì mình sẽ xới nó lên để cho nó đất nó đỡ bị cục. Đây, cái chỗ này nó có mấy cái cây con này để cái đất vào mép này đi. Thank you.
mẹ về đi. Mình xoa nó ra nhé.